Alo, thật ra thì em đã được gặp bài hát rất lâu. Vì biết ngày hôm nay đến đây cũng sẽ, nếu như không có kiện thì cũng sẽ có vị khán giả yêu mến giọng hát của em và đề nghị em hát. Cho nên em đã tập bài Giấc mơ không nhòa thì đã lâu lắm rồi. Cảm ơn em. Bài hát của Tú, anh Tú hát nhạc phim và anh Tú cũng đã ra MV nhạc phim. Nhưng rất tiếc nhưng mừng cho MV chứ không phải là em. Từ mới học đó em quyết định là học thuộc bài hát. Coi bớt phiêu đi, em đáp bớt phiêu một cái nha.